Xin chào bố mẹ, chào mừng bố mẹ đến với kênh video của Gấu Đôi. Chủ đề của video hôm nay thì Gấu Đôi muốn giới thiệu với bố mẹ chi tiết về một set sơ sinh cho mẹ đi sinh. Như thông thường ấy thì các bố mẹ thường chỉ nghe đến là set sơ sinh trọn gói cho em bé đúng không ạ? Nhưng bố mẹ quên mất một phần, đó là các cái đồ dùng cần thiết cho mẹ để chuẩn bị đi sinh em bé, nó rất là quan trọng. Và đây là một set sơ sinh dành set sọc sinh dành cho mẹ, trị giá là 940.000. Sau đây là chi tiết của set đồ cho mẹ đi sinh, trị giá 940.000. Đầu tiên là quần áo cho mẹ. Gấu Đôi lựa chọn các sản phẩm quần áo cho mẹ bằng chất liệu cốt tông thoáng mát, bởi vì sau sinh các mẹ thường rất là nóng đúng không ạ? Và ở đây thì có phần úc mở cho em bé ti rất là tiện lợi, họa tiết xinh xắn dễ thương. Số lượng là 2 bộ. Tiếp theo là áo lót mở ngực cho mẹ, có phần là cúc mở rất là tiện lợi. Quần lót giấy một set thì sẽ gồm 5 cái, dùng một lần. Quần lót cốt tông cho mẹ cạp chéo, mặc trong quá trình mang thai và sau sinh, chất liệu chun co giãn dễ chịu, form rộng rãi, có thể mặc sau sinh mổ cũng rất là tiện lợi bởi vì nó ở phần cằm thấp, nó không phải ở dưới vết mổ. Bông bịt tai dùng để bịt lỗ tai cho mẹ sau sinh ít nhất là vòng 1 tháng để giữ gìn sức khỏe. Dung dịch vệ sinh phụ nữ trước và sau sinh của thương hiệu Lactasit, an toàn đảm bảo chất lượng dành cho mẹ. Nhịt bụng, đối với các mẹ sinh mổ thì ít nhất là khoảng 20 ngày sau sinh thì chúng ta mới dùng. Còn các mẹ sinh thường thì chúng ta có thể dùng được luôn. Đây là sản phẩm Freesize, thích hợp với nhiều mẹ có cân nặng khác nhau. Trợ tim mẹ của thương hiệu Đức. Sản phẩm này thì dùng cho các mẹ trong trường hợp là đầu ti có vấn đề, em bé không ti được. Một set thì có 2 cái, mềm mại và an toàn cho mẹ và bé. Túi chữ sữa của thương hiệu Somam Thái Lan, một set gồm 20 túi. Sản phẩm này thì dùng trong trường hợp mà mẹ muốn dự trữ sữa cho em bé. Ná sông tắm đến từ thương hiệu Bản Nhiên. Ná sông tắm hay còn gọi là thảo dược cung đình sông tắm cho mẹ và sau sinh, rất là an toàn, giữ gìn vệ sinh và đảm bảo sức khỏe cho mẹ. Đây là bộ túi thấm sữa của thương hiệu Vision Thái Lan, một hộp gồm có 30 cái. Băng vệ sinh sau sinh cho mẹ của thương hiệu Mama Vienna, một túi gồm 12 miếng. Còn đây là bỉm cho mẹ sau sinh của thương hiệu Wellsome Việt Nam, một bịch gồm có 3 miếng, kích thước có size M và size L phù hợp với từng cân nặng mà cơ thể em mẹ khác nhau.